Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Mẹ Gấu Nuôi Con. Hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình cũng như là cái trải nghiệm khi mà mình sử dụng các cách phòng tránh thai như thế nào và thành công hay là thất bại ra sao nha. Nếu bạn thích video này bấm like và chia sẻ và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thêm những video tiếp theo của Mẹ Gấu nhé. Những bạn chưa và những bạn đã có gia đình rồi á nên nghiên cứu kỹ nha, bởi vì là cái việc có con á nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cái tương lai của mình. Khi chưa thực sự sẵn sàng thì các bạn chưa nên sinh con ra, bởi vì là sinh con ra nó còn có nhiều cái hệ lụy phía sau đó. Mình còn phải chăm sóc con, còn phải nuôi con và dạy con nữa, nó rất là nặng nề. Và trách nhiệm đấy là người phụ nữ là người gánh tới 70-80% luôn, đàn ông họ nhẹ nhàng hơn trong cái vấn đề nuôi dạy con. Nên là các bạn phụ nữ mình á, nên nghiên cứu kỹ ha và lên kế hoạch thật là chặt chẽ. Thực ra thì mẹ gấu đã bị fail 2 lần trong cái vấn đề phòng tránh thai này rồi. Và đây là cái bài học rất là lớn của mẹ gấu, và mẹ gấu muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn lấy cái bài học của mẹ gấu là cái kinh nghiệm để mình có thể phòng tránh được nhé. Trong các cách phòng tránh thai hiện tại thì mẹ gấu biết tới 5 cái cách phòng tránh thai. Thứ nhất là tính ngày rụng trứng phụ nữ. Thứ hai đó là phòng tránh bằng cách xuất tinh ra ngoài. Thứ ba là sử dụng bao cao su. Thứ tư đó là cái que. Và thứ năm đó là đặt vòng tránh thai. Thì trong 5 cái cách này mẹ gấu đã sử dụng 4 cách. Còn một cách mẹ gấu chưa sử dụng đó là đặt vòng tránh thai. Lý do vì sao mẹ gấu không sử dụng cái cách này, bởi vì là mẹ của mẹ gấu, tức là bà ngoại, đã sử dụng cái cách này rồi. Và khi mà bà ngoại sử dụng cái cách mà đặt vòng tránh thai thì bà ngoại bị một cái, đó là bà ngoại bị giếng. Thường thì con nó sẽ giống mẹ, tức là mẹ gấu sẽ thường sẽ giống bà ngoại, tức là bà ngoại đã có khả năng bị dị ứng rồi thì mẹ gấu rất là dễ bị dị ứng, nên là mình sợ và mình không đặt vòng tránh thai. Với lại bà ngoại nói với mình là khi mà bà ngoại đặt vòng tránh thai, bà ngoại bị đau âm ỉ dưới bụng rất là lâu, rất là dài, và thường hay bị đau lưng, cho nên là mẹ gấu cũng sợ, cũng nhát, nên là mẹ gấu không có sử dụng cái phương pháp đấy. Cái cách này thì vẫn xuất tinh được ở bên trong nhá, nhưng mà có một cái nhược điểm ở cái cách này, đó là nhiều khi mình nhớ lộn ngày. Lỡ mà nhớ lộn ngày cái là dính trượng liền, này rất là dễ bị dính trượng nha. Cho nên là đối với những cái người mà có não cá vàng như mẹ gấu thì các bạn không muốn nên sử dụng cái này. Cái cách này mẹ gấu có sử dụng, nhưng mà sử dụng khi mà mình còn trẻ cơ. Bây giờ mẹ gấu lớn tuổi là mẹ gấu hay quên lắm, nên là mẹ gấu không sử dụng cái cách này nữa. Nhưng mà hồi xưa khi mà mình còn trẻ, lúc mà mình chưa có baby là mình sử dụng cái này. Hai vợ chồng mình lúc đấy thì kiểu cũng tính là không có con, nhưng mà tâm trạng cũng rất là thoải mái, bởi vì là nếu mà chẳng may là tính lộn ngày lỡ dính bầu thì ok, cũng đẻ luôn, bởi vì lúc đấy chưa có đứa nào cả, rất là khỏe. Thời điểm mà tụi mình sử dụng bao cao su đó là sau khi mà mình có bé đầu tiên, là bọn mình hay phòng chống bằng bao cao su. Mà mình đã fail cái vụ sử dụng bao cao su rồi các bạn ơi. Cái baby mà bọn mình lủng hồi đấy đó chính là Mila. Mila là em bé lủng bao cao su đó các bạn ạ. Gần đây nhất là mình lủng thêm lần thứ 2, tụi mình sử dụng bao cao su nhưng vẫn bị dính bầu. Là vào cuối tháng 3 mình lủng thêm một lần nữa. Và ngay trong cái hôm mà mình thử ra que hai vạch là mình lập tức mình tới phòng khám để mình siêu âm coi là cái phôi thai ấy, nó đã có tim thai hay chưa. Nếu trong trường hợp chưa có tim thai thì mình sẽ đình chỉ, còn nếu mà có tim thai thì tụi mình sẽ tiếp tục để và sinh bé ra. Và cái đợt tháng 3 vừa rồi là mình phát hiện rất là sớm các bạn ơi, bởi vì giống như là mình có 3 đứa con rồi, mình kinh nghiệm đầy người luôn rồi. Vừa dính một phát là cơ thể mình cảm nhận được ngay và mình chạy ra phòng khám ngay. Và khi mà mình siêu âm thì bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì là vừa chớm vừa dính, phôi thai đang phân tách, chú chưa có tim thai. Nên là lúc đấy là mình đã quyết định là đình chỉ thai ngay lập tức, vì lúc này là vợ chồng mình đã có 3 bé rồi và hiện tại kinh tế không thể nào mà sinh thêm bé thứ tư được nữa. Bởi vì nếu mà sinh thêm bé thứ tư thì tụi mình không đảm bảo được cho tương lai của các con nó hoàn thiện và đầy đủ. Bởi vì mình cũng muốn là khi mà mình sinh con ra, ngoài cái việc cung cấp cho con chỗ ăn, cung cấp đồ mặc tất tần tật cho con, thì mình cũng muốn con có được một môi trường giáo dục thật là tốt. Nên là kinh tế bọn mình cần phải tốt hơn thì lúc đấy bọn mình mới dám sinh bé thứ tư. Còn hiện tại thì bọn mình chỉ cover được 3 bé thôi, không thể nào hơn được nữa. Là mình đã phải đình chỉ ngay, mặc dù mình rất thích trẻ con, rất muốn có thêm con. Còn hồi mà mình cấn bỏ bé Mila do lủng bao cao su thì mình vẫn quyết định sinh bé ra, dù bé có tim thai hay chưa thì mình vẫn quyết định sinh bé ra. Bởi vì là hồi đấy cái mục tiêu của bọn mình là 3 con. Cuối cùng là bây giờ mình có bé Mila bây giờ đấy. Chia sẻ sâu hơn cho các bạn biết, trong cái lúc mà vừa rồi mình bị cấn bầu và mình đình chỉ thai, thực ra là mình đã biết uống thuốc gì trước khi đi siêu âm để đình chỉ thai rồi, nhưng mà vì chắc chắn là chưa có tim thai thì mình cần phải siêu âm các bạn ạ. Đây là cái thuốc mà mình đình chỉ thai, mình chia sẻ ở đây cho các bạn để các bạn biết thôi, chứ còn mình cũng khuyên với các bạn là trước khi mà các bạn muốn đình chỉ thai thì các bạn nên giống như mình siêu âm coi bé đã có tim chưa. Nếu mà bé đã có tim rồi thì các bạn nên giữ lại nhé. Và sau khi mà mình đình chỉ thai thì thực sự có một cái vấn đề đi theo, đó là sức khỏe mình xuống rất là kinh khủng.
bởi vì nó giống như một lần mình sinh em bé vậy đấy. Nên là bạn nào mà có người yêu hay là vợ mà vừa đình chỉ thai xong, vừa phá xong á, thì các bạn nên quan tâm tới sức khỏe của bạn đồng hành với mình nhá. Cái này nó phụ thuộc rất là lớn ở người đàn ông nha các bạn. Người đàn ông phải biết kiềm chế nè, người đàn ông phải control được cái cuộc chơi thì lúc đấy mới sử dụng cái biện pháp xuất tinh ra ngoài được không. Và đối với những bạn trai hoặc là những người chồng mà càng lớn tuổi thì mình nên hạn chế cái vấn đề này, bởi vì là càng lớn tuổi thì cái khả năng kiểm soát nó càng thấp. Có rất là nhiều bác sĩ, nhiều bạn chia sẻ về cái phương pháp cấy que là nó rất là nhanh, rất là đơn giản và không gây đau. Nhưng mà thực tế mẹ mẫu trải nghiệm là nó nhanh thì nó nhanh thật đấy, làm phát là xong. Nhưng mà nó đau các bạn ơi, nó không phải là đau cái lúc mà mình cấy. Lúc mình cấy mình không có cảm giác, bởi vì lúc đấy là đã tiêm thuốc tê rồi các bạn ạ, nên không có cái cảm giác đau. Nhưng mà sau đấy về nhà một ngày sau là các bạn thấy cái tay, cái chỗ mà cấy que nó đau kinh khủng luôn. Cái tay của mình sau khi cấy que nè, nó bầm nguyên cả một tuần sau thì nó mới bắt đầu, nó mới tan dần cái máu bầm các bạn ạ. Đụng nhẹ vô một cái là coi như đau thấu trời đất luôn. Mà mình không biết là các bạn có bị không, nhưng mà mình đã bị rồi đấy. Đây là mình chia sẻ thực tình là cái tình trạng mình đã gặp phải đây nè. Và trước khi mà mình cấy que, mình đã được hai bác sĩ tư vấn ở hai nơi khác nhau nha các bạn. Khi mà họ tư vấn cho bé gấu, họ nói ra những cái tương lai nó rất là cuốn hút. Đó là khi mà mình cấy que xong á, thì mình sẽ không còn ra máu hàng tháng nữa, tức là không còn bị kinh nguyệt hàng tháng nữa. Và họ kêu chuyện đấy rất là bình thường. Mẹ gấu rất là háo hức cái vấn đề là ôm mình sẽ bye bye cái băng vệ sinh hàng tháng. Và họ cũng nói là cũng sẽ có trường hợp trong kinh, nhưng mà cái vấn đề này ít xảy ra lắm các bạn ơi. Nhưng mà mẹ gấu xui thiệt là xui luôn, nó lại xảy ra ở người mẹ gấu. Và mẹ gấu rong kinh từ hồi ngày 1 tháng 4 là ngày mẹ gấu bắt đầu cấy que, và gần đây mẹ gấu mới hết bị rong kinh. Tức nghĩa là mẹ gấu bị rong kinh tới gần 4 tháng lận các bạn ạ. Nó cứ chảy máu từng chút, và hàng ngày các bạn ơi, nó khó chịu vô cùng luôn. Mẹ gấu đã định đi ra ngoài bác sĩ để rút cái que ra rồi, nhưng mà kiểu mình tiết tiền với cấy que tới 2 triệu mấy lận, mình tiết tiền, với thứ hai nữa là mình cũng chưa có thời gian mình đi ra bác sĩ á, nên là mình cứ nấn ná. Và cũng may là cuối tháng 8 vừa rồi là mình không bị rong kinh nữa, mình hết luôn các bạn. Nhưng mà vừa rồi á thì mình tới ngày á, mình vẫn bị hành kinh bình thường nha các bạn. Tuy nhiên thay vì hồi trước á là mình bị ra máu là 4 ngày thôi, cao nhất là 4 ngày hoặc 5 ngày thôi, thì bây giờ mình bị ra máu tới 1 tuần rưỡi lận. Đấy là những cái câu chuyện và những cái trải nghiệm khi mà mình phòng tránh thai đã thành công như thế nào và fail như thế nào á. Hy vọng là sau cái video này của mẹ gấu thì các bạn có thêm cái kinh nghiệm để phòng tránh thai, và cũng như là mình có thể lên được một kế hoạch cho cái tương lai mình thật sự là chắc chắn hơn và tốt hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mẹ gấu. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.